mình đi ra là biển đó, biển bây giờ mình đứng trên sóng thần là mình chụp nhìn thấy rõ luôn ha các bạn ha. Mình đang quay xung quanh đây ha, ở dưới tầng trệt, trong xăng, rồi lầu 1, các phòng, rồi sân thượng, rồi khu vực xung quanh của homestay này luôn. Chúng ta đã thấy trọn bộ hết các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với du lịch khám phá Tô Đề. Xin chào các bạn. Hôm nay video mình này mình xin giới thiệu với các bạn về cái homestay ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. À, cái khu vực này là homestay hết các bạn, và đi ra biển rất là gần. Đây. Và đây là cái homestay mà mình ở các bạn. À, homestay mà mình ở này nó nằm trên cái trục ngã ba này. Nó trục ngã ba, cái đường nhỏ, đường hẹp nhỏ và đường bê tông rất là lớn. Ở đặc điểm ở đây là đường vô trong này là đường bê tông, nhưng mà đường bê tông lớn lắm các bạn. Đường này là nhỏ nhất đây, đường nhỏ nhất là phải cũng 2,5 m 3 m các bạn, còn đường lớn lắm, rất là lớn luôn. À, mình từ lộ mà đi vô cái đường này là vô homestay các bạn. À, vô homestay rồi, đến cái homestay của mình rồi đó. Đây, người ta đã mở cửa chờ mình sẵn rồi các bạn. À, mình đậu xe xuống rồi mình ra mình quay. À, homestay đây các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là to. Và giá thuê ở đây là cả một cái căn nhà to như vậy, nhà lầu đây. Rồi, cái chiếc bên ngồi các bạn thấy à, là 500 mấy, 600 rồi các bạn. Thì trong này có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng bếp, phòng vệ sinh rất là rộng rãi luôn các bạn. Nhưng mà nó tách ra thì có ba cái phòng ngủ chuyên biệt lớn là phòng homestay để cho khách ở. Thì đúng ra mà họ nói thì họ cho mướn riêng từng phòng đó là mỗi phòng 300, nhưng mà tại vì cũng cho chẳng khách cho nhà mình vô luôn thì họ lấy 500 à, các bạn. Và trong cái homestay này các bạn là nó để sẵn cho mình một chiếc xe này các bạn, một chiếc xe này, xe máy thì mình đi. Ồ, nhà đậu biết hai. À, có số điện thoại, khu phố 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Rồi, mời các bạn cùng đi vào bên trong các bạn. À, đây là cô chủ của các bạn, cô chủ. Cô chủ đi xe khác này, bà vừa tháng tháng á. Đây cái xăng này, để xe thoải mái các bạn ha, để xe ô tô thoải mái, đậu xe rồi. À, có họ để sẵn chiếc xe máy cho mình để mình đi. Ờ, bên hông nè, có đường luồn phía sau, đi ra đằng sau luôn các bạn. Rồi mời các bạn cùng đi vào bên trong nhà cửa gỗ luôn các bạn nhé. Ồ, đây phòng khách, một cái tủ lạnh ngay đây, tủ lạnh bự luôn các bạn. Ồ, phòng khách của mình bộ bàn ghế gỗ không à, có tranh ảnh đẹp chưa, phòng khách này các bạn. Rồi, cái kệ tủ đây như này, đó là cái toàn khu bộ vực của bộ phòng khách, toàn bộ khu vực phòng khách nha. Rồi tiếp tục đây là khu vực phòng sinh hoạt, tivi. Các bạn thấy cái cầu thang lan can của bằng gỗ ha, có hồ cá, bộ bàn ghế bằng tròn gỗ để ngồi ăn uống sinh hoạt, có tivi, hay cũng có một cái máy, máy quạt hơi nước. À, khu vực toilet nè, bếp. Chị chú nhé.
À, thấy là ta nhờ đây nè. À. Sơ sơ. Để giới thiệu cho mọi người, để bác có nói gì không, nói cho mọi người biết địa chỉ rồi. Ở đây địa chỉ sao ta? Ở Phú Thọ 1. Phú Phố Phú Thọ 1. À, Phú Thọ 1. Dạ. Nhưng mà có số điện thoại nhà đâu biết hai đó. Phường Hòa Trung. Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đấy. Đây là chị cũng thấy. Xuống mát của Hạnh với đây là chị. Bếp là cái bún sinh hoạt ở đây nè. Đó, bếp ở đây sinh hoạt, nấu nướng tự nấu nướng luôn. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng đầy đủ, không có gì. Đây là gian nhà sau này, gian nhà sau cũng rộng rãi để phơi đồ, thoải mái chưa? Nhìn ra nhà bên cạnh có vườn cây dây leo rồi. À, có máy giặt luôn các bạn, có muốn giặt thì giặt đồ luôn cũng được. À, ở khu vực này đi ra đường lùn rồi các bạn, ra đường lùn với là đằng trước á, ra trước hồi nãy đường lùn á, thấy chưa? Bây giờ mình vô lại, mình lên trên nha, vô mấy phòng khách và phòng lầu các bạn nha. Nha. Đây. Đây là phòng, một phòng thứ nhất đây các bạn, ở đây. À, xinh xinh chưa? Phòng có máy quạt, máy lạnh, tủ, đầy đủ ha. À, có cái kệ, để đổ đồ, để đồ gì để, à, cái giường đôi. À, đây là phòng, một phòng, phòng thứ nhất các bạn ha. À, tiếp tục phòng phòng thứ hai, phòng này là sát nhà trệt này, sát khu vực nhà trệt. À, có máy lạnh, à, cửa gỗ, có cái bàn và cái bàn bàn sách, à, cái kệ sách nhỏ. À, một cái giường đôi, cái tủ, cái kiến, à, cái tủ nhỏ, cái quạt, quạt treo tường, quạt dưới, rồi cả luôn máy lạnh luôn ha. À, đây là cái phòng thứ hai các bạn, nhưng mà nhà mình chỉ có nhu cầu ở hai phòng thôi, mình ở dưới này thôi, còn trên lầu nữa đó. À, các bạn thấy có đồ gỗ không, thấy không? Đồ gỗ không à. Những cái thanh trắng này cũng đồ gỗ này, phòng khách thì toàn đồ gỗ này. À, lên lầu thử coi. À, giờ lên lầu này. Lầu này lan can gỗ, đồ gỗ các bạn thấy không? Nó trên này lòng thanh thang. Dạ. Yeah. Này, thì trên lầu này có một cái phòng riêng biệt này các bạn. Đó, trên này nãy mình nói là nhà này có 3 phòng riêng biệt. À, thêm phòng nữa. Thôi, mình phòng này mình không đang ở. Thì 3 phòng này, mỗi phòng 300 con. Đây là cái phòng thứ 3 ở trên đây. À, nhưng mà phòng này mình không ở, nhưng nó cũng đầy đủ nha các bạn. Nó không đầy đủ như mấy phòng kia thôi. Mình không có bật điện. Tức là nó cũng thiếu xíu gì mà không đến nổi ha. Toàn là đồ bằng gỗ hết nghe các bạn. Còn cái khu vực này chung người ta không tính. À, chung này thấy không? Úi dồi ôi, các bạn thấy kinh khủng không? Mà mình thuê có 500 mấy, 600 rồi các bạn. À, khu vực chung ở trên nhà lầu các bạn. Bây giờ mình ở là mình được quyền tự do sử dụng khu vực này luôn. À. Đó, cái view cửa sổ của nhà lầu nhìn ra biển luôn các bạn thấy không? Đó, nhìn ra biển luôn, view nhìn ra biển luôn không? Thấy chưa? Ồ, quá view luôn. Quá đẹp luôn. Quá tiện nghi, rộng rãi, thoải mái luôn. Một cái nhà lầu rất là to luôn các bạn, mình sở hữu luôn cái 500 mấy 600 à. À, hồi nãy có số điện thoại ở đầu video nhà đầu biết khai thì các bạn cứ tự liên hệ đó các bạn nhé. Rồi, ở đây là có một cái phòng riêng biệt, thì đằng sau này cũng có sân phơi, rồi đây sân thượng nữa nè, thấy không? Đó, đường lên sân thượng nữa. Ủa, lên sân thượng này là nhìn chắc view lắm, rất là view luôn, phóng cảnh ra ngoài kia luôn. Sân thượng này, mình lên sân thượng luôn cho các bạn. Ôi trời ơi, một lầu rồi một sân thượng.
Rồi nhìn bao quát lại cái khu vực thị xã Đông Hòa, khu vực này thì sẽ tự mình nhìn bao quát là các bạn ha. À, đẹp quá. À, nhìn thấy bãi biển luôn các bạn ha. Đó, đây là mình đang nhìn trên sân thượng các bạn, cái view của mình đang nhìn sân thượng này. Một chút để mình xuống mình đi hướng đường bộ ra cho các bạn thấy một xíu nữa ha. Nhưng mà trước khi ấy các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video, đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Đó, xíu nữa mình đi theo đường này các bạn. Mình đi ra là biển đó, biển bây giờ mình đứng trên sân thượng là mình nhìn thấy rõ luôn ha các bạn ha. Mình đang quay xung quanh đây ha. Ở dưới tầng trệt, trong sân, rồi lầu 1, các phòng, rồi sân thượng. Rồi khu vực xung quanh của homestay này luôn. Chúng ta đã thấy trọn bộ hết các bạn ha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Các bạn nhớ nhắn chia sẻ và đăng ký theo dõi một kênh nha. À, bây giờ mình xuống lại để mình đi bộ một chút ra chỉ cái đường cho các bạn ra biển cho các bạn thấy cái sự tiện ích nha. À, bây giờ mời các bạn cùng đi xuống. Ai từ homestay của mình đó, đi ra biển các bạn. À, đi theo cái đường này ven ven một xíu rồi ra biển. À, từ cái homestay của mình hồi nãy đó, mình đi ra đây đi biển đây. Rất là gần biển luôn các bạn, nhìn ra là thấy bãi biển liền. À. Đó, xa xa các bạn thấy biển rồi đó, đó chỗ đó, đó biển xanh xanh trắng trắng đó. Đó, người ta tới đây là các bạn đã thấy hàng dương biển rồi ha. À, từ homestay mình ra mình chiếu cảnh đó biển dưới đó các bạn. À, các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, cái video review homestay của mình đến đây là cũng xin tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn.